từng canh tác lúa nhưng mong muốn tìm hướng đi mới cho bản thân, nông dân trẻ Lê Thạch Nhân ở xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đã chuyển sang trồng chuối già Nam Mỹ và thu tiền tỷ. Ban đầu anh Thành Nhân cũng gặp nhiều khó khăn khi vốn đầu tư khá cao nhưng hiệu quả mang lại chưa chắc chắn. Nhiều người đã từ chối hợp tác khi nhận được lời đề nghị của anh Thành Nhân. Không nản lòng, anh hợp tác với Vua Chuối Võ Quang Quy để sản xuất chuối già Nam Mỹ theo phương pháp hữu cơ và hướng đến thị trường xuất khẩu khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Qua đó, thiết lập mối liên kết sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế bền vững. Đến nay, mô hình trồng chuối của anh Thành Nhân đạt kết quả bước đầu khi chuối đạt sản lượng tốt, giá bán ổn định khoảng 8.500 đồng một ký, lợi nhuận dự kiến trên 3 tỷ đồng một năm. Anh còn tự nghiên cứu và ươm thành công cây giống chuối già Nam Mỹ.